đâu chơi? Hả? Chơi con bẻ cổ áo lại cho mẹ chơi. Bẻ cổ áo đằng sau á con. Ờ, dán cái nút nó vô luôn. Đây nè, cái cổ áo đây nè, đứng lại, đứng im. Thôi, 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 chuẩn bị ăn sáng là chơi với con chó gì nữa. Chuẩn bị là mình sẽ quay cảnh ăn sáng, xong rồi bắt đầu đi chợ. Nói chai điều nè cả nhà. Đây là một cái show rất là vui, là gia đình được trải nghiệm. Cả nhà sẽ được thấy là những cái hình ảnh mà gia đình chưa bao giờ đăng lên ở trên cái kênh YouTube. Nên là nó rất là thú vị, nên hy vọng cả nhà mình đón xem cái Camp for Love. Cái này giống như một chương trình truyền hình thực tế luôn. This is like a reality show. Ready? Chó đâu chơi? Chơi chọn bàn nào nè, chơi chọn bàn nào chơi ngồi. Ngồi bàn nào? Hả? Không có màu, nhưng mà mẹ hỏi đây chơi chọn bàn nào? Chứ đâu có màu. Ngồi bàn nào? Bàn này hả? Hả? Kiểm tra cái nhiệm vụ thôi, nhiệm vụ rồi. Cái này là ớt xanh nè. Để đó hồi nữa, cây đã xuống đi rồi. Có dưa leo kìa, hỏi chị Thảo Mai có dưa. Nó ba chay giờ chay đi chợ rồi, mẹ ở nhà nó chơi chay nè. Trời ơi, ba chay lần đầu tiên đi chợ luôn. Rồi cố lên nha. Rồi chú Bảy á. Wow. Ồ, trời đất ơi, trời ơi. Ừ, sao mạnh dữ vậy? Chơi. Xin chào cả nhà của mình. Hồi hôm qua là chương trình kết thúc xong là lúc 5 giờ chiều, chia tay cả đoàn, xong mình đi về thì ghé nhà mẹ Sáu. Từ chỗ đó mà ghé tới nhà mẹ Sáu là khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ lấy xe. Ghé mẹ Sáu ăn uống gặp mặt chơi chút xíu 1 tiếng đồng hồ Ngọc quay về lại Sài Gòn. Là 10 giờ 15 đêm là cả nhà thấy ở cái video trước á. Ngủ một giấc, tắm rửa ngủ một giấc cho tới 8 giờ sáng. Bây giờ thì Ngọc chuẩn bị là Ngọc sẽ đi qua Thủ Đức để Ngọc quay âm chụp hình cho cái bộ ảnh của cái sản phẩm mới của Ngọc chuẩn bị ra đó, mỹ phẩm Henna ra đó. Thì hình ảnh này của sản phẩm có rồi mà hình ảnh chung với Ngọc thì chưa có. Nên là sáng hôm nay là vậy, là Ngọc sẽ đi chụp hình ảnh, còn hôm nay sẽ chụp rất là lâu. Tại vì là muốn dự tính là phải chụp cái khoảng 200-300 tấm hình. Nên là hôm nay sẽ là liên tục một cái ngày rất dài. Bữa giờ từ quay đi quay phim đi đồ này kia, căn nhà thấy mặt không? Bờ phờ đu đơ luôn. Chay với ba chay thì sẽ ở nhà. Và Ngọc sẽ cho chay đi chơi ở sân tiên cả nhà. À, bữa chay đi được có 1 lần, bữa nói mong mốt quay lại mà cuối cùng không có quay lại luôn. Nên là bây giờ là để chay với ba chay đi sân tiên. Anh Bảo với mẹ Ngọc với tất cả mọi người tối đi lên mẹ Sáu chơi ngủ đó luôn. Sáng nay thì về thì ghé thẳng chở hai đứa nhỏ đi sân tiên luôn. Và đó là cái hành trình như vậy của gia đình. À, bên cái cả nhà, theo như cả nhà biết á, thì nhỏ nhỏ giùm mẹ cái trang bán hàng của Ngọc á, thì bây giờ có nhiều người rất là giả, người ta lừa rất là nhiều. Nên là để cho mọi người á mà không có bị lừa thì mọi người giúp giùm Ngọc nè. Henna Ara vừa mới ra một cái trang chính thức luôn để cho chuyên về mỹ phẩm không. Thì cả nhà, Ngọc sẽ để cái link ở dưới phần bình luận, cả nhà vô bấm like cái trang Henna Ara để giùm cho Ngọc nha. Thì chỉ có một cái trang đó là chính thức thôi, chứ còn tất cả những cái trang mà Ngọc khác là sai hết trơn nha.
Đây nè cả nhà, đây là cái trang của Hana Ara nè. Ngọc mới vừa cho public lên ngày hôm qua. Và đây là cái lượng người bấm vô theo dõi nè. Đây là những cái số hotline chính thức của Hana Ara. Đây, coming soon nè. Đó, 18 tháng 8 bộ sản phẩm sẽ có ra mắt. Nên là lúc đó Ngọc mới báo giá nha. Báo giá cho mình mà rồi đặt hàng order gì tới đó Ngọc mới làm được. Chứ bây giờ mình cũng không có đặt trước hàng được luôn. Nhiều người mà vô mà nói đặt trước hàng để chuyển khoản đặt trước ha. Hàng là người ta lừa mình luôn á. Chứ bên Ngọc là đúng cái ngày đó bên Ngọc mới mở ra bán nha cả nhà. Vô đúng cái trang này. Số hotline đầy đủ nè. Rồi, cái cục vàng nó còn ở cái mấy ngày nữa là nó đi về, nó bỏ khui đây, mình khui à ca ơi. À, có ông ngoại nữa hả? Mà con có đi, con về, con có nhớ mẹ không? Con về, cái mẹ cố gắng mẹ làm xong thì cái mẹ về con nha. Chảy đầu chưa? Nãy chảy đầu chưa? Thấy đâu mà sao thấy đầu tóc bù xù quá vậy? Ông bà cô chú khen đầu tóc này cắt đẹp nè. Thế ông bà cô chú nói hả, chụp hình lại đi rồi mới mốt về khi người ta cắt. Mà sợ Mỹ người ta cắt không giống Việt Nam. Thấy không nha? Dạ. Ừ. Giờ mẹ đang order Starbucks á. Mua Starbucks gì ăn cả nhà. Kìa. Okay. Mua cho con nè. Mẹ mua cho con tới hai cái lận, một cái á là ngày mẹ bây giờ con đoán nè, mẹ mua hai cái nào là cái chocolate croissant và cái nào cái nào là cái croissant. This one's not it. Cái này là gì? This is chocolate croissant. Đúng chưa? Hả? Ủa? Ủa? À, này nè, đúng rồi, mẹ đưa con hai cái lộn. Mẹ mua một cái cho mẹ nữa. Mẹ mua một cái croissant cho mẹ. Rồi mẹ nói nè, ăn xong cái chocolate croissant đó rồi con ăn xong cái ăn hết cái croissant này, tại vì mẹ biết con ăn một cái không đủ no, đúng chưa? Daddy. That's weird. Yeah, that's yours. I think this is your daddy. No, this is mine. No, I think this is yours. Mocha frap, yeah, and this is my chocolate chips. Oh, you got the chocolate chips? Yeah, đây đây. Yeah, cái này của mẹ. Yeah, this is my crap. Rồi chồng Ngọc thì ăn cái đây đây đây. Mẹ cho ăn uống với mẹ. Được chứ, uống đây. Chạy đi, chạy ra đóng cho mẹ cái cửa cái, chạy đóng cái cửa lại cho mẹ cái. Ra thì close the door, mở máy lạnh mà sao mở cửa đây. Ngon. Mấy bên này đi ăn cơm đoàn ngon không? Wow, this is cơm đoàn quay phim ekip á. Không hiểu mà. Đi quay phim bữa giờ ăn cơm có ngon không? This is different. Good. Can I have some of your bacon? It's not bacon. Đừng nhầm đây là có bacon không? Egg. Mm. You can take a bite of the whole sandwich. Pancake, ham, egg, cheese. Ngon. Này giống khu Cityland của mình á. Mà đường làm bự ha. Đường làm bự. Có bao giờ mình chụp hình beauty cho người bầu chưa? Có chụp những cái set khác nhưng mà cái bầu chứ còn chưa bao giờ bầu chụp hình beauty. Bầu là sẽ chụp mấy cái nó thuộc mà hai đó. Bây giờ là trước khi make up là Ngọc sẽ đánh lại một cái lớp serum của hát xăm để mình dưỡng da trước khi mà make up lên. Rồi đúng rồi đó, mình sẽ có cái bước dưỡng ẩm kem hát xăm của Hana Ara. Rồi bắt đầu là mình sẽ bắt đầu cái lớp make up của mình lên được rồi đó. Cái tông make up hôm nay là tự nhiên nhất có thể.
xe cái tay mở. Rồi cái tay mình nó hơi tì nhẹ xuống cho nó điệu điệu xuống xíu, đúng rồi. Đây nữa nha. Này chẳng được. Đúng rồi. 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 Tại nãy bà chị nó mạnh nó đi đừng có miết mạnh quá. Nó đã bay lên trên đúng không? Rồi anh sẽ đẩy cái này lên trên tí. Em đụng vô đây nha. Rồi. Cứ đặt một cái vợt trước đó. Đặt mũi trước lại. Mũi trước đã. Rồi mình kề gần cái mặt xíu nè. Đúng rồi nha. Sau khi kem sữa rửa mặt này lên, bây giờ phải dặm lại phấn tại vì nó có tẩy trang luôn cho mày. Vừa rửa mặt được mà vừa tẩy trang được mà nó dưỡng ẩm cho da của mình, không có làm cho da mặt mình bị khô. Nhưng bây giờ makeup phải dặm lại ngay chỗ này. Chút nữa chị về là chỉ cần cái mặt này, chỉ cần dùng cái này thôi chứ chị không cần dùng tẩy trang nữa. Mày nhìn vô cái chai luôn đi. Bà cô chú ơi, mấy nay đi quay phim mà học Hà Nà nó không thấy, ông bà cô chú cũng thấy Hà Nà luôn. Hà Nà quay qua chào bà cô chú kìa, quay qua. À, hay chưa? Bữa nay mày ngọc đi nhé, mày ngọc không? Hả? Mày ngọc đi nhé, mày ngọc không? Ôi, nó gặp ngọc là nó thấy cái chân nó bung vậy nè. Ông bà cô chú thấy ngọc đang đứng gần ở đâu không? Đây, quay với ông bà cô chú đây. Hắc sâm thượng phẩm khơi sáng làn da Henna Ara. Cái này là cái xe mới vừa đổi cả nhà. Một cái hành trình mới với một cái bộ sản phẩm mới. Đổi một cái xe giá thêm. Sáng nay mới đi chụp hình Ngọc xong. Ngọc nghĩ là cái này nó chỉ sẽ tạm thời ở đây thôi. Chừng nào mà Ngọc chụp hình Ngọc xong á, Ngọc để học hình Ngọc với bộ sản phẩm đồ lên. Chứ cái chỗ này nó hơi bị lỗi chỗ này nè. Cái chỗ này nó là cái cổ nhân sâm mà không biết làm sao cái thành tô úa đen thùi luôn ngay chỗ này đây. À, anh Bảo có gì khóa không? Mở cửa ra cái anh Bảo. À, ở bên kia cũng ở bên cánh cửa kia cũng có dán như vậy luôn. À, cả nhà thấy nè. Đây, Henna Ara ha. Hắc sâm thượng phẩm khơi sáng. Cái củ sâm ngay chỗ này cả nhà thấy không? À. Mình nhìn không có ra, phải không? Đó, đây nè, bây giờ mở cửa ra nè. Wow! Hắc sâm thượng phẩm khơi sáng làn da. À, cái xe này thì cái chỗ nó cũng bằng mấy cái xe cũ ở nhà ở dưới 3 chỗ. Ở trên 2 chỗ. đừng. Ủa cho con cào mặt coi gì rồi. Ủa không? Son của mẹ Ngọc à. Sao ai cào cái mặt nhỏ vậy chứ? Ai ngờ son của mẹ Ngọc. Xe vậy bữa giờ về Ngọc chưa được đi luôn á, mới vừa về tức thì luôn á. Mới về lấy hôm qua mà. Chưa được đi luôn, Hà Nã được đi trước tiên rồi. Mày Ngọc chưa được đi luôn. Phải không? Cũng đâu. Cũng nói đây. Cũng. Hả ông bà cô chú thấy xe mới của con đẹp không? Xe mới của Henna Ara đẹp không ông bà cô chú? Cái xe này có tên con chảnh luôn á. Xe có tên của Henna chảnh luôn ông bà cô chú ơi. Ông bà cô chú ủng hộ cho cái mỹ phẩm Henna Ara của ba mẹ con với mẹ Ngọc nha. Con cảm ơn bà cô chú nè. Cảm ơn bà cô chú. Trương. Rồi, đây, chuẩn bị là mẹ đóng thùng, đóng đồ đạc của mẹ ship vô chưa mẹ? Ôi, cái bánh này nó chảy gì ta? Bánh gì ạ? Ủa, bộ? Kem. Trời ơi, vậy rồi, ai lấy hộp kem bỏ ra rồi. Đồ đạc của mẹ có ship vô hết chưa mẹ? Xếp rồi con nhưng mà chưa có bỏ vô thùng. Hello, xin chào cả nhà. Đó, hôm nay là bắt đầu chuẩn bị rồi cả nhà ơi. Chuẩn bị đóng đồ để ngày buồn nhất. Để mình đi về bển. À mẹ,
anh bóp bì á mẹ, ảnh nói nè đây là nguyên cái đồ của anh bóp bì hết, anh nói cái giỏ này là để dành riêng cho chay lên lên máy bay cho nó chơi cho nó không buồn. Hình như nói cái giỏ này nè, phải ông chú nó chụp hình qua hở rồi đó. Thương ông chú bóp bì lần nào là cũng chuẩn bị ấy mua đồ để cho con chay lên máy bay nó chơi mười mấy tiếng đồng hồ, 20 tiếng đồng hồ, 30 tiếng đồng hồ cho nó đỡ buồn. Còn đồ này đồ gì thì Ngọc chưa biết nữa. Trời ơi, con tôm khô gì mà con gì bự dữ trời. Cái này là đúng con tôm luôn chứ còn tôm khô gì. À tôm khô này mấy ngày nghe sai bình thường nè, con này là sai sai khủng bố. Trời đất ơi. Trời anh bắp bì mà anh gửi một cái là ăn 3 năm chưa hết tôm khô. Ôi cha ơi. Múc chân không sạch sẽ đàng hoàng ha. À này cắt bánh cho được quên. Hát mẹ cứ mở đi. Dù sao mình cũng phải mở ra hết bên bờ đóng thùng vô chứ. Bánh. Bánh cực kỳ. Thơm, thơm mùi bánh ghê. Ôi cha ơi, là nguyên cái bịch. Rồi cái này á là kẹo dẻo. Tại vì anh biết đi Quỳnh thích ăn kẹo dẻo này nè. Trời ơi, cái này là món của mình chơi. Trời đất ơi, thôi luôn. Ông ơi. Cái này là cái của Hàn Quốc nè, cả nhà. Trời, anh bắp bì mua nhiều quá, anh bắp bì ơi. Mua nhiều quá, thật luôn. Trời đất ơi, ông nội ơi. 2 thùng, em thấy 1 thùng là em... em thấy quá nhiều rồi, mẹ bóc ra thùng thứ hai là em chán dán luôn. Trời ơi, không. Để lại cho Vinh Sành ba ly dài bạch cho nó ăn đi chứ. Đúng rồi. Thôi mở ra thơm mùi kẹo ghê ha. Học đều nè. 8 hộp đều. 8 hộp đều. Nhiều quá con ơi, bố không cô bảy nói rồi. Con để đưa một ít. 6 tháng kể từ ngày sản xuất. Là sản xuất hồi tháng 7 là ăn cho tới tháng 1 là nghỉ ăn nghe mẹ. Con này cà phê. Phê của ai? Cà phê của chị Ngân cho ba. À. Cà phê này đem đi hả? Ừ. Ok. Đó. Cái này là anh nói đúng rồi đó. Anh nói này là đúng rồi, để cho con chơi rồi đó. Hột điều là cô Bảy đem về. À anh nói là đem về Mỹ làm quà. Trời, anh mua quà cho mình luôn. Cô nói là hột điều quá là để cô Bảy đem về Mỹ làm quà cho mấy cô bên đó. Rồi cảm ơn anh Bắp Bì nhiều nha. Này là đúng của con chay nè. Ừ. Đúng của con chay rồi đây, mở ra cái gì chẳng mà. Mở ra luôn đi. Dẻ với lại. Thôi đất ơi. Mấy cái này là để dành ăn trên máy bay. Đúng rồi, nó thích ăn này nè. Chuẩn bị bút viết nè. Trời đất ơi, cho nó lên máy bay nó dẻ đó. Thôi ơi, đúng luôn. Thôi đúng luôn rồi, đúng rồi, đúng câu chuyện tình yêu của nó. À, đúng câu chuyện tình yêu luôn rồi. Trời ơi, mỗi thứ một ít. Thôi đứa ơi, đúng tình yêu của nó luôn rồi. Đồ ăn mỗi thứ thương không. Thôi vậy. Quá trời quý luôn con. Hey, cả nhà ơi, như vậy là đã cũng kết thúc cái video clip ngày hôm nay. Nay thì Ngọc cũng không có đi đâu, cũng không có làm gì nhiều. Rồi cũng bận rộn từ sáng giờ á, thì về cũng không có ăn uống hay review hay làm cái gì cho cả nhà mình xem nhiều. Ngày mai đi, ngày mai rồi có thời gian rảnh rồi, bây giờ thì nói chung cũng lu bu là chay với lại ba chay với lại bà ngoại cũng sắp đi về Mỹ lại rồi cả nhà. Nên là cũng gia đình cũng ở nhà chứ cũng không có làm gì, cũng đi đâu nhiều, gấp rút công việc nữa. Hy vọng là cả nhà mình thông cảm cái video nó hơi ngắn chút xíu nha. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã theo dõi cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là cả nhà thích cái video clip này và sẽ luôn ủng hộ cho gia đình Hoya Family nha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà mình ở đây.